Mùa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Thành viên MU được cấp 300 triệu bảng săn bom tấn. Giới chủ Qatar 99% hoàn tất thâu tóm MU. Rashford chỉ ký hợp đồng mới khi MU đổi chủ. Và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU được cấp 300 triệu bảng săn bom tấn. Theo tờ Mirror, nhà Glazer có thể sử dụng hạn mức tín dụng của MU để chiêu mộ những bản hợp đồng mới trị giá tới 300 triệu bảng vào mùa hè này nếu gia đình nhà tài phiệt Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát tại đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù quỷ đỏ đã được giao bán trên thị trường từ tháng 11 năm ngoái, nhưng một số thành viên của nhà Glazer vẫn chưa tin rằng việc bán toàn bộ cổ phần câu lạc bộ này là một động thái đúng đắn. Avam và Joe Glazer được hiểu là miễn cưỡng với ý tưởng nhường lại quyền kiểm soát nửa đỏ thắng Manchester sau 18 năm sóng gió. Điều đó có nghĩa là họ vẫn có thể chịu trách nhiệm trong việc cải thiện đội hình của Erik ten Hag trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Rashford chỉ ký hợp đồng mới khi MU đổi chủ. Theo tờ The Sun, Rashford và các cố vấn của anh muốn biết chủ sở hữu mới của MU sẵn sàng trả mức lương bao nhiêu trước khi anh đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào về tương lai. Hiện tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe và tỷ phú Qatar Bin Hamad Al Thani là hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành lại MU từ tay gia đình nhà Glazer. Mặc dù Rashford đang chờ đợi cơ hội mới, nhưng vẫn còn phải xem liệu câu lạc bộ có sẵn sàng trả mức lương 300.000 bảng trên tuần theo như dự đoán không, bởi đây là con số cao hơn đáng kể so với mức 200.000 bảng trên tuần hiện tại của mình. Đầu năm nay, một số nguồn tin cũng tiết lộ rằng Erik ten Hag, giám đốc điều hành Richard Arnold và giám đốc bóng đá John Murtagh đã nghĩ ra một quy tắc Ronaldo mới sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi. Quy tắc đó thực chất là giới hạn tiền lương, được đặt ra nhằm hạn chế tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ khi đề cập đến vấn đề tiền lương. Nếu MU và Rashford không thể đạt được thỏa thuận sau các điều khoản trong hợp đồng mới, trong hoặc sau quá trình tiếp quản đang diễn ra, thì quỷ đỏ sẽ có thể đánh mất một ngôi sao số 1 của mình. Rashford hiện đang ở trong tầm ngắm của hàng loạt ông lớn tại châu Âu. Giới chủ Qatar 99% hoàn tất thâu tóm MU. Dự kiến mức phí để thực hiện kế hoạch kể trên từ phía nhà Qatar có thể lên tới 7 tỷ bảng Anh. Đây là một con số thậm chí còn lớn hơn giá mua câu lạc bộ nếu thành công. Cộng tổng chi phí trước và sau, tỷ phú từ Trung Đông sẽ bỏ ra con số gần 13 tỷ bảng để khiến cho MU hoàn toàn trở nên lột xác. Sir Jim Ratcliffe đã chỉ ra rằng ông không sẵn sàng trả giá quá nhiều cho MU. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: "Làm thế nào để bạn quyết định giá của một bức tranh? Làm thế nào để bạn quyết định giá của một ngôi nhà? Nó không liên quan đến chi phí xây dựng hay chi phí sơn bao nhiêu. Điều bạn không muốn là trả những cái giá ngu ngốc cho những mọi thứ để rồi sau đó bạn sẽ hối hận. Sự quan tâm của chúng tôi với MU đơn giản là để giành chiến thắng." Trong khi người Qatar đã đề xuất mua lại 100% MU và đã cam kết xóa khoản nợ lịch sử chồng chất lên câu lạc bộ bằng thương vụ mua lại bằng đoàn bảy gây tranh cãi của nhà Glazer vào năm 2005. Ở chiều ngược lại, Ratcliffe đã báo hiệu ý định mua lại phần lớn cổ phần của mình bằng cách mua lại cổ phần của nhà Glazer hiện đang ở mức 69%. Việc một mình một ngựa của đại diện Trung Đông càng khiến cho dư luận tin vào việc Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể trở thành một tập thể khác ngay ở mùa giải tiếp theo, đặc biệt là những mục tiêu tiềm năng mà Erik ten Hag đang nhắm tới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. MU bán Dean Henderson, tự tin sẽ giữ được De Gea. Một báo cáo trên The Athletic cho rằng vào mùa hè 2023, MU có thể kiếm được tiền từ việc bán Dean Henderson. Thủ thành 26 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ hai đội bóng giấu tên. Được biết, cả hai câu lạc bộ này đều đã liên hệ với MU về việc mua đứt Henderson. Henderson gia nhập Nottingham Forest theo dạng cho mượn mùa hè năm ngoái. Không lâu sau khi rời Old Trafford, Henderson đã có bài phỏng vấn trách móc cách MU đối xử với mình, vì thế thủ thành này không muốn trở lại MU khi thỏa thuận cho mượn kết thúc. Bên cạnh đó, hợp đồng của De Gea và MU hết hạn vào tháng 6 2023. Mới đây, tờ The Atlantic đưa tin thủ thành người Tây Ban Nha từ chối đề nghị gia hạn đầu tiên từ phía MU. Dù vậy, hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán để có thể tìm được tiếng nói chung. Theo tiết lộ từ 90 Min, ban lãnh đạo MU hoàn toàn tự tin về khả năng sẽ thuyết phục được De Gea gia hạn hợp đồng. De Gea đã ở MU gần 12 năm. Những bình luận mới nhất của De Gea phản ánh mong muốn giữ lại mọi thứ hòa thuận và gợi ý về việc anh muốn ở lại. De Gea đang nói với Sky Sports: "Tôi đã ở đây rất nhiều năm, tận hưởng từng khoảnh khắc ở câu lạc bộ này và chơi rất nhiều trận. Thật tuyệt khi được ở đây, tôi yêu câu lạc bộ và tôi thực sự hạnh phúc ở đây." Garnacho được so sánh với Ronaldo. Alejandro Garnacho đang được xem là phát hiện lớn của MU mùa giải năm nay. Chia sẻ ở buổi phỏng vấn với Westby và O'Neill, cựu danh thủ Ponsco đánh giá cao tài năng của Garnacho. Ponsco đưa ra quan điểm: "Tôi thực sự hào hứng khi xem cậu ấy thi đấu. Bất cứ khi nào Garnacho ra sân, tôi đều rất ấn tượng. Garnacho là một siêu sao trong quá trình phát triển."
Cậu ấy tự tin, dũng cảm khi cầm bóng. Garnacho có nhiều nét tương đồng với Ronaldo khi còn trẻ. Cậu ấy không ngại bị phạm lỗi, đứng dậy, nỗ lực nhiều hơn và ghi bàn. Cậu ấy còn nhiều điều cần cải thiện. Khi Garnacho sở hữu thân hình nam tính cùng sức mạnh thể chất, tôi nghĩ không có trở ngại nào có thể cản bước cậu ấy. Harry Maguire vẫn muốn gắn bó với MU. Trong kế hoạch của Erik ten Hag hiện tại, Varane và Lisandro là cặp trung vệ số 1 của MU. Erik ten Hag cũng thích dùng lúc do đá trung vệ nếu một trong số Varane và Lisandro vắng mặt. Nếu không, ten Hag thậm chí còn lựa chọn Victor Lindelöf trước cả Maguire cho vị trí trung vệ ở MU. Dù không được đá chính, dù bị chỉ trích nhiều, nhưng Maguire không kêu ca phản nàn, không chỉ trích ten Hag cũng không đòi rời MU mà anh vừa lên tiếng khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng và cùng MU giành nhiều danh hiệu nữa. Tôi là thủ quân MU và nhiệm vụ chính của tôi là giúp câu lạc bộ tiến lên, giúp MU trở lại đỉnh cao. Tôi muốn ra sân thi đấu, muốn trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự, muốn đóng góp cho MU, nhưng tôi hiểu sự cạnh tranh ở đẳng cấp hàng đầu là rất gay gắt. Varane đang chơi tốt và ten Hag muốn có một trung vệ thuận chân trái. Chúng tôi là MU, chúng tôi muốn giành các danh hiệu và để làm được điều đó, chúng tôi cần một đội ngũ giàu tính cạnh tranh. Hàng ngày ten Hag vẫn nói chuyện với tôi, ông ấy rất tôn trọng tôi và tin tôi là một trung vệ hàng đầu. Ten Hag nói tôi đủ phẩm chất để chơi cho đội MU này, nhưng tôi cũng hiểu các đồng đội của mình đang làm mọi việc rất tốt. Nhà Glazer càng trì hoãn bán câu lạc bộ, cổ phiếu MU càng sụt giá. Theo Manchester Evening News, cổ phiếu MU từng đạt mức cao nhất là hơn $25 mỗi cổ vào ngày 22 tháng 2, tức hạn chót mà tập đoàn cố vấn tài chính Rani Group đưa ra đối với những đề nghị chính thức hỏi mua MU. Tuy nhiên, kể từ khi thị trường mở cửa lại vào hôm thứ Hai tuần này, giá cổ phiếu của MU đã không vượt quá 23 USD, thậm chí cổ phiếu của MU còn giảm mạnh từ 24,5 USD xuống còn 22 đô trong vòng 3 tiếng rưỡi. Sau đó thì giá cổ phiếu của MU đã được phục hồi, đỉnh điểm khi đạt 23 đô vào sáng thứ 6 tuần này, trước khi giảm xuống mức thấp nhất là 22,17 đô trong vòng 2 giờ. Với những biến động như vậy, cổ phiếu của MU nhiều khả năng giá sẽ xuống mức giá cũ khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần. Nhìn chung, giá cổ phiếu của MU đã tăng hơn 7% trong suốt tháng 3. Cổ phiếu của Quỷ Đỏ chỉ trị giá 13 đô trước khi nhà Glazer thông báo rằng họ sẽ giao bán câu lạc bộ. Sau đó chỉ trong vài ngày, giá cổ phiếu của MU đã tăng lên 22 đô. Theo thống kê, giá cổ phiếu MU tăng 86,61% trong 4 tháng qua. Nhà Glazer hiện vẫn kiên quyết bán MU với giá 6 tỷ bảng. Hai ứng cử viên nặng ký muốn mua câu lạc bộ thành Man bao gồm Hoàng thân Qatar và phía doanh nhân Sir Jim Ratcliffe chưa đáp ứng đòi hỏi trên. Lời đề nghị trị giá cao nhất hiện tại dành cho MU chỉ là 5 tỷ bảng và được cho là sẽ sớm bị Quỷ Đỏ từ chối. Theo báo cáo tài chính mới nhất từ phía MU, Quỷ Đỏ vẫn đang nợ hơn 969 triệu bảng bao gồm các khoản vay ngân hàng và phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!